Có rất nhiều anh em hỏi tôi là có loại máy cân mực nào sử dụng được ngoài ánh nắng mặt trời hay không. Do vậy trong video này tôi sẽ hướng dẫn anh em cách nhìn được tia máy cân mực ở ngoài ánh nắng mặt trời với các loại máy mà anh em có sẵn. Anh em hãy theo dõi video nhé. Như anh em thấy hiện tại tôi đang sử dụng một cái máy cân mực 12 tia. Và như anh em biết là máy cân mực 12 tia thường thì nó sẽ không thể sáng được bằng cái loại máy cân mực 5 tia. Và ở thời điểm hiện tại là khoảng gần 9 giờ sáng và trời khá là nắng. Anh em có thể thấy được là cái tia laser và người tôi đã đổ bóng ở xuống dưới đất khá là mạnh. Giải pháp mà anh em có thể nhìn được tia của máy cân mực ở ngoài ánh nắng mặt trời sẽ có hai giải pháp. Giải pháp thứ nhất là anh em có thể sử dụng một cái máy soi tia như thế này của Makita hoặc của một số hãng nào đó. Nhưng các dòng máy soi tia như thế này thì khá là đắt. Và một hôm nào đó có điều kiện tôi sẽ review cho anh em cái dòng máy soi tia của Makita. Còn trong video này tôi sẽ hướng dẫn anh em cách nhìn rõ tia của máy cân mực ngoài ánh nắng mặt trời một cách đơn giản và hiệu quả. Giải pháp để có thể nhìn thấy cái tia của máy cân mực ngoài trời đó chính là sử dụng một cái laser target như thế này. Cái laser target này nó là của hãng LightSight và nó được sử dụng để soi những cái tia màu xanh anh em nhé. Nếu như anh em sử dụng cái máy cân mực tia màu đỏ thì anh em có thể sử dụng cái laser target này màu đỏ, còn màu xanh thì anh em dùng màu xanh. Và nó sẽ có những cái thước chia ở đây. Ở đây sẽ chính là cái hồng tâm của nó. Đằng sau nó sẽ được dán một cái lớp giống như lớp gương để cái tia laser được phản chiếu lại mắt của anh em để có thể nhìn một cách rõ ràng nhất. Và khi soi thì anh em không phải soi mặt này đâu nhá, mặt này là mặt sau. Khi soi thì anh em soi mặt trước. Bây giờ tôi sẽ sử dụng thực tế cái laser target này cho anh em thấy. Tất nhiên việc đầu tiên anh em cần phải làm đó chính là bật cái máy laser này lên. Và anh em lưu ý là cái laser này sẽ có 12 tia. 4 tia này, 4 tia này và 4 tia ở dưới. Thì chắc chắn trong các cái dòng laser 12 tia như thế này, trong hai cái cụm tia đứng như thế này thì chắc chắn sẽ có một cụm tia rất sáng và có một cụm tia tối hơn. Và tôi đã chọn được cái tia cụm tia này là cụm tia sáng hơn, còn tia này là cụm tia tối hơn. Do đó mà tôi sẽ sử dụng cái cụm tia sáng này để soi ngoài trời cho nó dễ dàng hơn. Bây giờ chúng tôi sẽ đo khoảng cách từ cái điểm mà chúng tôi để soi tia tới cái máy cân mực là 5m. Ở ngoài trời nắng này thì đối với 12 tia 5m là tối đa anh em nhé. Lùi lại một tí. Rồi ok 5m rồi. 5m rồi, được rồi đấy. Nếu như anh em sử dụng máy 5 tia mà 5 tia sử dụng bóng led siêu sáng ấy thì anh em có thể soi được ở điểm 10, ở khoảng cách là 10m. Còn nếu như anh em sử dụng cái máy 12 tia như thế này thôi, kể cả những loại cao cấp của LightSight hoặc của Makita chẳng hạn, thì anh em cũng chỉ có thể soi được tầm khoảng 5m đến 7m là căng thôi. Vì là hiện tại trời nó cực kỳ nắng luôn. Như anh em thấy hiện tại là cái máy cân mực đã được bật lên và tia nó màu xanh. Tôi cố tình dọa cái mắt laser chiếu thẳng vào mắt của camera để anh em có thể nhìn thấy tia một cách rõ ràng hơn. Và phía đằng này nó là cái điểm để mà chúng tôi soi tia. Như anh em thấy hiện tại là ở phía bên trên cái hộp này gần như không có cái tia nào, không thể nhìn thấy. Bóng mắt thường cũng không thể nhìn thấy được và trên cam càng khó nhìn thấy. Việc đầu tiên tôi cần phải làm đó chính là nhìn qua bóng mắt thường để xác định được là cái tia của nó là khoảng ở điểm nào. Và tôi sẽ để cái laser target này vào ở cái khoảng đó để có thể nhìn một cách rõ ràng. Rất khó nhìn luôn bởi vì đây là ánh sáng mặt trời mà lại là trời nắng. Không biết là trên màn hình thì anh em có thể thấy rõ được hay không, nhưng mà cái tia nó đang ở chỗ này. Tôi đang căn được, nhìn bằng mắt thường thì tôi có thể căn được dễ dàng hơn. Thì thấy tia ở chỗ này. Và nhìn bằng mắt thường thì không cần che mũ tôi vẫn có thể nhìn được. Nhưng tôi phải che cái mũ này vào để cái tia này lên camera quay nó sẽ rõ hơn. Nếu như anh em nhìn thấy tia được như thế này thì anh em sẽ cầm một cái bút để đánh dấu nó lại. Thì tôi sẽ căn làm sao cho cái tia của máy cân mực nó vào đúng cái hồng tâm này. Là tia ngang nhá, tôi đang đo tia ngang nhá. Thì tôi sẽ đánh dấu nó ở phần này và tiếp tục đo ở những cái điểm tiếp theo. Thì anh em sẽ đo dần dần thì anh em sẽ đánh dấu được một cái đường thẳng để anh em kẻ như thế này. Và bây giờ tôi sẽ thử đo một cái đường đứng. Đấy, anh em có thể thấy được là cái tia được cái gương này nó phản chiếu lại cái camera, nhìn căng đét luôn, mắt thường nhìn cực kỳ rõ. Đó, nó sẽ là một cái đường như này và anh em xác định được nó là đường như thế này. Thì anh em quay cái mặt này lại, anh em nhìn nó sẽ rõ ràng hơn. Nếu như anh em nhìn bằng mắt thường thì sẽ thấy nó rất là rõ luôn. Và cái đường thẳng này, đường thẳng của cái hồng tâm này, nó sẽ trùng với cái đường của cái máy cân mực. Và nó là cái đường này, anh em đánh dấu ở đây và đánh dấu ở phía ngay bên trên này. Thì anh em có thể kẻ được một đường thẳng đi xuống đây và một cái đường ngang kéo từ bên kia sang.
Tất nhiên là nếu như anh em không có một cái laser target như thế này thì anh em vẫn có thể sử dụng một cái tấm gương hoặc là những cái tấm bằng inox hoặc những tấm bằng kim loại nào đó mà có thể sáng bóng như thế này để anh em có thể soi tia một cách dễ dàng hơn. Nhưng nếu như anh em sử dụng một cái tấm nhựa màu xanh như này để che lên cái tấm phản chiếu đó thì anh em có thể nhìn cái tia xanh nó rất là dễ dàng. Không biết anh em đánh giá độ hiệu quả của cái laser target này như thế nào, nhưng đối với tôi thì những công việc mà anh em cần phải đánh dấu từng điểm một thì nó rất là hiệu quả. Còn những cái việc mà anh em soi phải nhìn thấy tia bằng mắt thường, ví dụ như những anh em xây dựng mà anh em soi cột ở ngoài trời nắng thì khả năng là cái cách này nó sẽ không hiệu quả. Đánh giá cuối cùng của tôi đó chính là cái laser target này nó chỉ là một cái giải pháp để giúp anh em một phần nào đó có thể nhìn được cái tia của máy cân mực ngoài trời nắng thôi. Còn nó không thể nào mà hiệu quả hoàn toàn được giống như việc anh em sử dụng cái máy cân mực này ở với cái điều kiện mà không có ánh nắng. Nếu như anh em muốn tham khảo giá của cái laser target này hoặc là những loại máy cân mực mà chúng tôi đang kinh doanh, anh em có thể truy cập vào trang web dangnga.com. Và anh em lưu ý là mọi đơn hàng anh em đặt trên dangnga.com sẽ đều được bao ship với đơn hàng có giá trị từ 200.000 trở lên. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.